Xin giới thiệu thôi, đây là khoa dân văn. Ở quê mình cũng là chỗ lấy cái hoa làm cái trò chơi đồng đèn chơi bằng cách mình thách thức dùng dây đèn xóa ra lại chứ. Cái trò chơi lồng đèn đã làm xong, lồng đèn đã có thể dập sợi tơ trong nó